Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một chú lợn đang cầm trên tay cây trống trống này. Hãy cùng tô với mình nhé. Mình sẽ tô cây trống trống trước này. Màu hồng.
vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang là bức tranh một chú lợn cầm trên tay chiếc trong chóng này. Hãy cho mình biết ý kiến được các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình sẽ được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.